Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn dự án ICO Raven. Đây sẽ là một dự án ICO khá là thú vị. Dưới đây thì mình sẽ giới thiệu chi tiết với các bạn về dự án này. Thì đây sẽ là một dự án về hệ thống chuyển tiền không phân quyền. Và việc bán mã thông báo thì sẽ kết thúc trong khoảng 60 ngày, 24 giờ, 24 phút và 11 giây nữa. Hiện nay về tính năng và đặc điểm. Tính năng và đặc điểm của dự án Rayphone. Thứ nhất đó là các bạn có thể chuyển tiền quốc tế và địa phương nhanh chóng. Thứ hai, các bạn có thể lưu trữ quỹ tiền. Thứ ba đó là về phần thanh toán ngang hàng. Thứ tư đó là bạn có thể sử dụng nó như một loại thẻ. Và thứ năm đó là bạn có thể cho vay. Thứ sáu đó là bạn có thể chat được luôn trong phần đó là Messenger sẽ được mã hóa. Và thứ bảy đó là bạn có thể mua sắm trực tuyến về phần thông tin này. Giao diện ở trên di động rất dễ dùng. Về vấn đề toàn cầu thì hiện nay thì hàng tỷ đô la thì không liên quan đến nền kinh tế toàn cầu. Hàng tỷ tiền chuyển tiền mỗi ngày cũng như phí và thời gian hiệu quả đáng kể. Tính không minh bạch, sẽ có những sự thiếu minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hệ thống. Thiếu tiếp cận với thị trường tài chính toàn cầu thì hiện nay có khoảng hơn 3,5 tỷ người vẫn chưa được kiểm soát. Vì vậy thì với những thông tin của Rayphone sẽ giúp bạn, đó là hệ thống ngân hàng dựa trên đám đông, an ninh tiền của bạn thì sẽ được hỗ trợ bởi công nghệ của chúng tôi trên blockchain. Về bước 1 đây thì bạn có thể ví dụ như là Ali muốn gửi tiền cho Bob ở thành phố hoặc quốc gia khác. Ali sẽ mở một ứng dụng và xem danh sách thông tin, tạo mã QR và mật khẩu và gửi cho Bob qua tin nhắn. Điều này sẽ dẫn đến số tiền được gửi. Và đối với Ali có thể bắt đầu số tiền tối thiểu này qua Rainform sau khi số dư cần thiết của mình, trong đó khi tạo mã QR và mật khẩu sẽ chặn. Bob sẽ nhận mã QR và mật khẩu do Ali cung cấp, liên hệ với người gần nhất. Sau khi đó thì họ có thể nhận tiền. Đây là những thông tin giới thiệu về dự án. Ví dụ như về phần Eva thì muốn gửi tiền cho Freya. Ali, Freya thì sống cùng với thành phố với Ali. Vậy thì Eva sẽ tạo QR và mật khẩu gửi cho Freya. Payo sẽ liên lạc với Ali và Ali phát hành tiền trừ đi phí. Trên đây là những phần thông tin mà bạn có thể sử dụng về dự án này. Về phân phối mã thông báo thì sẽ có 15% dành cho nhà phát triển và hỗ trợ chương trình, 45% dành cho phát triển nền tảng, 2% sẽ dành cho những hoạt động khác, 15% dành cho hoạt động, 13% dành cho tiếp thị và 10% sẽ dành cho pháp lý. Về phần phân bổ ISO, nguồn vốn ICO thì sẽ có 50% ICO sẽ bắt đầu phát hành từ 20 tháng 2 cho đến 20 tháng 3 và 10% sẽ dành cho chương trình hỗ trợ nhà phát triển, 5% dành cho tiếp thị cộng đồng tiền thưởng, 10% dành cho cố vấn và cộng tác viên, 15% sẽ dành cho đợt ICO từ mùng 1 tháng 2 đến 15 tháng 2 và 10% sẽ dành cho nhóm. Mã thông báo EFN sẽ không phải là cổ phiếu, cổ phần hoặc chứng khoán và chúng sẽ được coi là một tiện ích. Điều này sẽ cho phép các cộng tác viên có được hàng hóa hoặc dịch vụ trong nền tảng. Dưới đây đó là lộ trình của dự án Rayphone. Dự án Rayphone thì đã được thành lập rất là lớn rồi, từ rất lâu rồi. Hiện nay thì phần thông tin thì từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 28 tháng 5 sẽ bắt đầu phần ICO chính thức. Ngày mùng 1 tháng 6 ký hợp đồng với cố vấn pháp lý. Ngày mùng 1 tháng 7 sẽ thành lập văn phòng tại Tallinn. Ngày 1 tháng 7 sẽ có thể phát hành bản beta của SDK cho ứng dụng iOS và Android.
Ngày mùng 1 tháng 8 sẽ bắt đầu thuê nhân viên. Hiện nay thì đến thông tin về cuối năm 2018 sẽ bắt đầu có văn phòng ở Singapore. Về phần thông báo mã chính thức của JPhone thì để mua về thông tin này các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua email với ban chức của JPhone. Một Ether thì hiện nay đang bằng 77.500 IFN. Chương trình Pre-ICO sẽ huy động tối đa 500 Ether và hết kép sẽ là 1.700 Ether. Đối với chương trình ICO thì sắt kép sẽ là 11.500 Ether và hết kép sẽ là 46.000 Ether. Dưới đây đó sẽ là phần thông tin giá và chương trình tiền thưởng thay đổi. Thưởng thì sẽ giảm dần mà giá thì càng ngày càng đắt hơn. Phần thông báo này thì tốt nhất là sắp đến chương trình ICO thì các bạn nên nhanh chóng mua với được 20% tiền thưởng. Dưới đây đó là đội ngũ của JPhone. Ông Farid là đồng sáng lập và giám đốc điều hành. Ông Rami là đồng sáng lập và kiêm CTO. Ông Alat sẽ là đồng sáng lập kiêm giám đốc phát triển kinh doanh. Để liên hệ với JPhone, bạn có thể liên hệ qua số điện thoại hoặc qua email hoặc là nhập thông tin liên hệ qua ở đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn.